Ê tao mày, tao nói hung ăn mà, dẹp đi. Ủa? Đi thôi cho mày chết đói luôn đi. Ừ, chết đói chết đói mày. Sao vậy? Hai anh sao cãi nhau rồi, có chuyện gì vậy? Nguyễn nè, từ sáng giờ đói gần muốn xỉu ở đó luôn, muốn nằm bẹp ở đó luôn. Mà cho nó ăn, không chịu ăn là không chịu ăn, bực không? Anh, sao vậy? Sao không chịu ăn? Em thấy đồ ăn ngon lắm mà. Thì đó, đồ ăn ngon quá trời quá đất luôn nè. Mà không có nước mắm sao ăn được. Mày điên à. Tao nói cho... Tao nói cho biết nha, theo sự tính toán của tao á ha, cho dù mày ăn mà rút nước mắm có thiếu một ngày cũng không đến nỗi mà phải xỉu ra, phải chết chóc gì đâu. Kệ tao mày, tao ăn cơm mà không có nước mắm là tao sẽ chết đó. Bây giờ mày làm ơn mà chạy ra quá gì sao mày mua tao chạy nước mắm được không? Mày điên rồi hả? Theo sự tính toán của tao thì cái tay nó đau nè, cái bàn tay bé bỏng của tao nè nó đang đau, thì làm sao tao lấy cái chân tao chạy ra mua nước mắm được vậy? Ho luôn bệnh. Đi mà đi được mày đi. Bây giờ tao đang đói quá, bây giờ tao đi ra ngoài rồi lỡ gì tao đang đi dưới đường người tao xỉu tao chết đói ngoài đó luôn rồi sao? Thôi, em không muốn anh xỉu đâu. Anh muốn ăn nước mắm đúng không? Em sẽ đi mua cho anh. Nhưng mà em nhắc cho anh nhớ là không phải là ai em cũng... Anh biết rồi. Không phải ai á cũng được người có tài, có sắc, có tiền như em đi mua nước mắm giùm đúng không? Trời ơi, hay quá, anh biết được là hay lắm luôn á. Em phi ra mua cho anh đây. Cảm ơn Duyên nha. Cảm ơn Duyên nhiều nha. Cái cưng hết sức vậy đó. Thôi đủ rồi mày, nó đi xa rồi. Nhìn phát gớm mà, nổi hết cả da dịch đây nè. Để gọi cho Út. Alo, Út hả? Rồi nha, bước thứ nhất thành công rồi. Cá đang ra hồ lớn. Bây giờ em nói với thằng cha nội Chí á, chuẩn bị bước thứ hai đi nha. Ông Chí á hả? Ông bỏ cuộc rồi hai ơi. Vậy? Ủa? Vậy bây giờ ai thay vô? Dạ, chị Đường nè. Hả? Cô mà đến đó là trúng kế đó nha. Ủa, được. Chị Thắm á, chị hết giận anh Cần chưa? Hết rồi. Hết rồi hả? Hay quá vậy? Hay gì mà hay. Chị hết giận á là để chị tính chia tay anh Cần á. Hả? Thôi là chia tay? Tại vì chị không có chịu được chuyện anh Cần có ghẻ. Ủa, hồi nào? Trời ơi, đã vậy nha mà còn vũ phu với cờ bạc nữa. Nghe nói là chuẩn bị phá sản tới nơi rồi đó. Phá sản? Ủa? Út Đường. Má. Ai vậy con? Ai vậy con nói xấu với anh Cần như vậy? Hả? Dạ. Dì hỏi là ai? Nói. Dạ. Hai. Dạ con thưa Dũng. Thấm. Con quá đáng lắm. Mình về thôi Duy. Dạ. Ủa? Mình về. Dạ. Dũng. Chuyện gì với hai đứa? Thôi, hai đừng buồn nữa. Mình thua keo này á thì mình bày keo khác dễ mà. Kiệm nói quá hay luôn á. Mà keo khác là keo gì vậy Kiệm? Tạm thời chưa nghĩ ra. Trời ơi, vậy mà nó dễ ẹt à. Không có gì đâu, giờ hả ăn mấy cây cà lem vô á là nghĩ ra cách liền chứ gì. Bây giờ tống tiền nữa hả? Thôi chuyện này không cần hai đứa lo nữa đâu. Sao vậy hai? Càng đông người á là hả mới dễ hành xử chứ. Thôi nè nè, hai đứa làm ơn cầm tiền đi mua cà lem ăn đi, vụ này để người lớn người ta xử lý. Nhưng mà hai. Thôi đi có tiền là thì đi cho nhanh nha. Còn ghê thì con nít bây giờ nó ghê thiệt. Tao với mày giống hàng khùng vậy đó, hết chuyện đi nghe lời đứa nít. Biết sai là tốt rồi, như vậy còn sửa chữa được. Em có cách gì hả? Theo như sự lý giải có lý của em thì cái kế này bị bể, mình sẽ bày ra một cái kế khác. Nè, được không á? Được hả nói nghe. Nè, mày có thể không tin tao nhưng mà mày phải tin Lý. Lý nói cái gì cũng có lý hết trơn á. Lý ha. Vậy cái kế của em là gì? Dạ, con chào dì. Ủa, chào cậu, cậu đây là... Dạ, đây là bạn học của chị Duyên trên thành phố á. Ủa, dì hả? Mời cậu ngồi. Dạ, chị biết sao không? Ngồi tại đi vì á, cái anh này nè, anh biết nhiều chuyện về chị Duyên lắm.
mà ác nhân sao á, anh biết toàn chuyện xấu không à. Cho nên nó theo như sự lý giải có lý của con á, con phải dẫn anh qua đây để kể hết ra cho dì nghe. Sao cậu cũng biết rành về Duyên nữa hả? Nói đi, nó nói hết những chuyện gì. Dạ con rành lắm. Thật ra Duyên là một người rất tốt ạ. Cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Nè anh bạn, anh yên tâm, anh cứ bình tĩnh mà nói hết sự thật, tôi lúc nào cũng bảo kê cho anh nha. Nha thì tôi nói thiệt mà, Duyên vừa đẹp vừa giỏi lại hay giúp đỡ người khác, ai mà cứ được Duyên là phước mấy đời đó gì. Nói cái gì vậy hả? Tôi với anh thỏa thuận hết trơn rồi mà anh nói gì vậy? Cậu nói gì thôi tôi không biết. Nè nha, vừa phải thôi nha, tôi đưa hết tiền cho anh rồi, tôi kêu anh vô đây nói xấu bà Duyên, tự nhiên anh vô đây nói tốt không là sao hả? Cái vụ gì vậy? Cái gì mà tiền bạc ở đây? Lý, con đăng bài cái trò gì vậy? Dạ cái chuyện này là do... Do cái gì? Dạ cái chuyện này là do... Là do cái gì? Dạ là do... Chị Thấm. Dạ, có thứ gì? Thấm à, dì hết sức tức giận về con đó. Ủa dì ơi, dì đi ra đây, đi ra đây. Lý, gì vậy? Lý. Dạ em tính toán em lý giải cái kiểu gì mà giờ banh chành hết trơn vậy hả? Cần ơi, Cần thân mến, người bạn thân của tôi, theo sự tính toán của tôi thì thật ra Lý làm chuyện này là cũng vì nghĩ cho bạn mà thôi. Mà cũng sắp thành công rồi chứ bộ, đúng không? Sắp thành công rồi phải không? Tại vì khúc cuối lý giải với cái thằng đó nó sai quá. À không, sai một tí xíu. Sai tí xíu mà vậy hả? Hết nói nổi. Thôi em đừng có buồn, chắc tại Cần nó bực bội trong người cho nó bậy bạ vậy thôi. Xong là hết rồi. Anh yên tâm, trong cuộc sống này chỉ có con Lý mới làm người khác tổn thương thôi, chứ không ai có thể làm con Lý tổn thương được. Anh tin em. Em buồn quá.